Người đàn ông đầu hói bụng mỡ này không ngờ lại là một thiếu gia con nhà giàu. Anh ta sinh ra trong một gia đình đào vàng, đen đủ là, đến đời anh ta, sản nghiệp bắt đầu suy tàn, cổ phiếu công ty, mỗi cổ chỉ đáng 4 đồng tiền. Anh ta đi tìm người đầu tư, kết quả người ta đến gặp mặt cũng không buồn gặp. Nhưng ai cũng không thể ngờ rằng, không lâu sau tỷ giá công ty của anh ta đột phá vượt ngưỡng chục tỷ USD. Cả con phố Wall đều điên cuồng vì anh ta. Còn số tài sản chục tỷ của anh ta bắt nguồn từ một giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta đến một khu rừng sâu, vô số công nhân đang khai thác cho anh ta. Người đứng ở trên chỉ huy này tên là Mai, là một nhà địa chất học, từng phát hiện mỏ đồng lớn nhất Đông Nam Á. Trong cuộc sống từng có duyên gặp qua một lần. Người đàn ông này sau khi tỉnh lại cảm thấy giấc mơ này giống như gợi ý của Thượng Đế dành cho mình. Anh ta tìm được phương thức liên lạc với Mai, lấy trộm chiếc đồng hồ bằng vàng tặng cho vợ, đem theo toàn bộ gia sản của mình. Không chút do dự bay đến Indonesia. Ở đây anh ta gặp được Mai, từng là minh tinh trong ngành nghề, giờ đây cũng đang trong giai đoạn sa sút nhất. Bởi vì sau mấy lần liên tiếp thăm dò thất bại không còn ai tin lý luận của anh ta, hai kẻ thua cuộc bị ngành nghề bỏ rơi hợp lại với nhau. Kenny phụ trách trả tiền, Mai phụ trách tìm vị trí. Bọn họ phải khiến tất cả những người từng coi thường họ tự vả vào mặt mình. Nhà địa chất học dẫn Kenny đến một nơi trước đây anh ta từng nhắm trúng. Kenny nhìn ra xa, kinh ngạc mắt chữ mồm chữ A. Đây chính là cảnh tượng mà anh ta đã thấy trong giấc mơ, giống y hệt. Lần này lại càng khiến anh ta quyết tâm hơn. Kenny tiện tay ném ra tờ giấy ăn, phát họa một bản hợp đồng 50/50 ở trên. Hai người ký kết xong, bắt tay hợp tác, bắt đầu. Đầu tiên Kenny dùng kinh nghiệm truyền kỳ của Mai dùng làm điểm bán, thu hút được một lượng đầu tư nhỏ, thành công góp được số vốn khởi động 260.000 USD, mua một thiết bị thăm dò, lập tức mời người dân địa phương bắt đầu ngày đêm khai thác. Sau đó lần đưa tiên đào được vật mẫu đưa đến phòng thí nghiệm kiểm tra, xem bên trong có thành phần vàng hay không. Nhưng sự việc không hề thuận lợi như những gì anh ta tưởng tượng, báo cáo hóa nghiệm không ngừng truyền trở lại. Một lần, hai lần, ba lần, kết quả hóa nghiệm càng ngày càng tệ hơn. Rất nhanh, số tiền khởi động càng ngày càng ít đi, đến tiền lương cũng không trả được. Công nhân lần lượt bỏ đi, khuyên thế nào cũng không được. Kenny bất lực nằm trên vũng bùn, nước mưa lạnh lẽo, rơi lục đục trên mặt. Nhưng điều tồi tệ hơn còn ở phía sau. Kenny mắc một căn bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, nằm trên giường, lập tức đến mạng cũng không còn. Trước khi ngất đi, anh ta lấy ra 2.300 USD còn lại cuối cùng trên người, thỉnh cầu cuối cùng với Mai, đừng khiến tôi chết đi khi không có gì cả, được không? Câu nói này đã khiến Mai xúc động, bọn họ đã không còn đường lui. Mai bắt đầu đến thăm nhà mỗi người công nhân, hiểu được vấn đề chủ yếu của bọn họ là về đường nước. Vậy là anh ta dùng 2.300 USD mua một chiếc máy lọc nước, làm điều kiện cho đổi mới có thể khuyên được công nhân quay lại. Công việc tiếp tục được tiến hành. Mấy tuần trôi qua, khi Kenny tỉnh lại một lần nữa, anh ta phát hiện khuôn mặt Mai vô cùng trầm trọng, ngồi bên cạnh không được. Không phải là được bình thường, Kenny đi một phòng quỷ quan quay lại cuối cùng cũng đợi được tin tốt. Báo cáo hóa nghiệm hiển thị nơi mà bọn họ đào, một tấn hàm lượng 8 ao vàng. Điều này cũng đồng nghĩa với bọn họ đã tìm được mỏ vàng có hàm lượng vàng khổng lồ. Hai người đàn ông trưởng thành ôm chặt lấy nhau. Lần này phát tài thật rồi, tôi biết mà, chúng ta tìm được mỏ vàng rồi. Đi chết đi những con muỗi thối tha. Lúc này nếu như bạn có thể nhìn được dòng tiến độ của bộ phim, bạn sẽ phát hiện câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Khi một người đàn ông nghèo đói đột nhiên trở thành tỷ phú sẽ có những biến đổi như thế nào? Mỹ nữ Kai chủ động chạy đến làm quen, bề ngoài tỏ ra vô cùng đàng hoàng, dưới bàn lại làm vô số động tác nhỏ. Khi anh ta cầm báo cáo hóa nghiệm về lại Mỹ, cả con phố Wall đều điên cuồng vì anh ta. Những nhà đầu tư từng coi thường anh ta, thấp cổ bé hỏng bưng cà phê cho anh ta. Ông chủ lớn đích thân xuất mã, cầu xin thu mua cổ phiếu của công ty họ. Tất cả công nhân chỉ trong một đêm đều trở thành triệu phú. Vì để chứng minh giá trị của mỏ vàng, anh ta mời các nhà đầu tư khắp nơi đến Indonesia tham quan cả quá trình công việc đào vàng, thậm chí đích thân xuống sông mỏ vàng. Nhà đầu tư đích thân nhìn thấy vàng mà mình vớt được, không chút hoài nghi gì về Kenny nữa. Công ty của anh ta mau chóng lên thị trường New York, trị giá 17 tỷ USD, cổ phiếu giống như ngồi hỏa tiễn, một phát bay lên trời. Kenny trở thành tỷ phú ngày đêm, tổ chức party chơi nhảy điên cuồng. Vô số nhà đầu tư người nổi tiếng đều muốn định bợ anh ta. Nhưng anh ta không biết rằng thực ra những nhà đầu tư này sớm đã chờ để xem chuyện cười của Kenny. Không lâu sau, thông qua sự giới thiệu của nhà đầu tư, Kenny gặp một đàn anh thực sự. Trên tay anh ta kiểm soát một quặng vàng khổng lồ. Còn mỏ vàng của Kenny cũng trở thành mục tiêu của anh ta. Nhưng phương án mà hắn ta đưa ra lại không hề có tên của Kenny và Mai. Anh ta định bỏ ra số tiền mặt 300 triệu USD trực tiếp mua đất mỏ vàng của bọn họ. Kenny sau khi biết được chuyện này vô cùng phẫn nộ. Cho dù số tiền này anh ta tiêu mấy đời cũng không hết. Nhưng để khai hoang một mỏ vàng là thừa kế giấc mơ từ đời bố của anh ta. Nếu như ước mơ cũng có thể bán được vậy khác quái gì cả chứ. Đứng trước số tiền 300 triệu USD và ước mơ, Kenny vẫn quả quyết chọn ước mơ. Nhưng tùy tiện theo một nhà với số vốn lớn đối đầu, căn bản cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Anh ta mau chóng nếm được quả đắng. Đại lão kia chỉ cần động dụng một chút quan hệ, Tổng thống Indonesia liền đích thân xuất mã, phát quân đội phong tỏa mỏ vàng này, còn hủy bỏ giấy phép khai thác quặng vàng của bọn họ. Miếng thịt đến tay cứ như vậy mà mất đi. Kenny bắt đầu hối hận. Từ sau khi mỏ vàng bị thu lại, cổ giá công ty đột nhiên thu còn 50%. Anh ta lại một lần nữa đứng bên bờ vực phá sản, mỗi ngày đều say mềm, hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu. Mai sau khi biết chuyện vội vàng quay lại Mỹ, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không nhịn được liền giáo huấn cho anh ta một trận. Trận này cũng coi như đánh tỉnh Kenny. Mỏ vàng này là do anh ta và Mai dùng mạng sống đánh đổi, làm sao có thể khiến nhà đầu tư cứ vậy mà cướp đi chứ. Kenny phấn chấn trở lại,
bất luận thế nào bọn họ cũng phải giành lại được mỏ vàng thuộc về mình. Mai nghĩ ra được một cách, quyết định ra tay từ con trai của Tổng thống Indonesia. Đối phương là một công tử ăn chơi thác loạn, đầu tư cái gì lộ cái đó. Anh ta chỉ muốn chứng tỏ với bố mình, chỉ cần kéo được anh ta về cũng phe, sẽ có thể lấy lại quyền khai thác mỏ vàng Indo. Nhưng để giành được tín nhiệm của đại thiếu gia, làm sao dễ dàng đến vậy? Để thử độ cả gan của Kenny, đại thiếu gia không ngờ kêu anh ta đi sờ một loài động vật. Nhìn thấy con hổ dũng mãnh trước mặt, Kenny sợ hãi nhưng không bỏ chạy, còn lấy hết can đảm, bước từng chút một về phía con hổ. Anh ta từ từ giơ tay ra, cảm thấy hổ không có ý định tấn công mình. Kenny gan càng lớn hơn, không ngờ dám đặt tay lên đầu hổ. Còn mò đi mò lại, tôi đang sờ một con hổ. Đại công tử bị sự dũng cảm không cần mạng của Kenny cảm động, hợp tác cứ vậy mà quyết. Nhưng Kenny chỉ có 15% quyền khai thác mỏ vàng, nghe có vẻ ít đúng không? Vậy 15% của 30 tỷ là bao nhiêu? Bạn còn thấy ít không? Kenny quay lại thời kỳ đỉnh cao, cổ giá lại tăng một lần nữa. Hiệp hội ngành quặng quyết định trao giải vàng cho Kenny. Điều này đồng nghĩa với Guy Aji Nobel ngành khai thác rồi. Trong yến tiệc trao giải, Kenny vô cùng bùi ngùi, trải qua bao gian nan khó khăn, ước mơ của anh ta cuối cùng cũng thực hiện được ở khoảnh khắc này rồi. Thế nhưng, đợi đến ngày hôm sau khi anh ta tỉnh lại mới hiểu gian nan cuộc đời thực sự đến quá nhanh. Vừa đến cửa công ty liền nhìn thấy một nhóm người đang thị uy đòi nợ, còn bị một cú đấm đánh ngã nhào xuống đất. Về đến văn phòng, anh ta mới biết được đang xảy ra chuyện gì. Thì ra thông qua kiểm tra từ tổ chức thứ ba, mỏ vàng của bọn họ căn bản không có vàng. Trong vật mẫu mang đến kiểm tra trước đây, có người lén lút rắc thành phần vàng vào, làm giả kết quả kiểm tra. Kenny còn biết bạn thân Mai một ngày trước đã bán sạch cổ phiếu của mình đổi sang thành 164 triệu USD, sau đó bốc hơi rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây đều là một màn lừa đảo do Mai ngụy tạo ra. Một lượng lớn người dân bắt đầu bán thống cổ phiếu. Cục giao dịch New York xử lý dừng mọi hoạt động của công ty Kenny, thị giá 17 tỷ USD trong một đêm hoàn toàn bốc hơi. Kenny lại một lần nữa tay trắng, còn bị toàn thế giới coi là một kẻ lừa đảo. Cho dù đi đến đâu cũng có người dân bị hại vây chắn, đến khách sạn cũng đang thôi thúc anh ta mau chóng thanh toán. Vừa về đến phòng, ba người FBI sớm đã đợi ở đó. Từ miệng bọn họ Kenny được biết, Mai sau khi đem theo tiền trốn quay lại Indonesia, lập tức bị phía quân đội bắt giữ khống chế. Sau đó phía quân đội còn nhìn thấy xác chết từ trên trực thăng, tay và mặt của anh ta đã bị lợn rừng ăn sạch. Cảnh sát Indonesia vội vàng kết án, nhận định Mai đã chết, sau đó đã đưa đi hỏa thiêu. 164 triệu USD mất tích không dấu vết. FBI hoài nghi Kenny cũng tham gia vào vụ lừa đảo này, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện giờ của anh ta, nào giống một kẻ lừa đảo chứ, càng giống một người bị hại hơn. Hơn nữa không có bất cứ chứng cứ nào chỉ ra anh ta hiện giờ giành được lợi ích từ vụ án này. Bất lực, FBI chỉ còn cách phóng thích anh ta vô tội. Kenny tay trắng, từ khách sạn sang trọng về lại nhà mình. Cho dù anh ta ở bên ngoài buông thả bản thân thế nào, nhưng vợ vẫn chọn cách thu nhận anh ta. Sau đó cô ta lấy ra một xấp Kenny trong thời gian gần đây nhận được thư kiện. Trong đó có một bức thư thu hút sự chú ý của anh ta. Bên trong là hợp đồng năm ấy ký cùng Mai trên một mảnh giấy ăn. Bên trên viết rõ chia đều 50/50. Nhưng trong thư vẫn còn một tấm chi phiếu 82 triệu USD, kim ngạch vừa hay là một nửa của 164 triệu. Sau khi nhìn thấy, Kenny vô tình nở ra một nụ cười mỉm. Bộ phim này tên Gold, trên bàn giành được đánh giá 8,1 điểm, được cải biên từ một câu chuyện có thật. Hôm nay diễn giải cho mọi người cũng gợi ý mọi người nên đi xem toàn phim, bởi vì tình tiết quá nhiều, thậm chí có thể xác định, nam chính không phải là người bị hại. Anh ta và Mai cùng cắt rau hẹ trên phố Gold, quả thực quá ngầu. Câu chuyện bắt đầu là từ một công ty quặng vàng ở Canada bùng phát một màn lừa đảo kinh thiên động địa những năm 90. Thông qua bộ phim Miêu Ta Thủ Pháp Lừa Đảo, bọn họ ngụy tạo hắt ý tượng giả trong quặng đá có hàm lượng vàng cực cao. Cổ phiếu công ty từ 25 điểm tăng vọt lên 200 điểm. Một công ty không có bất cứ kim ngạch kinh doanh hay lịch sử lãi gì, dựa vào câu chuyện giả tạo ngụy biện trở thành một trong số những công ty thành công nhất trong lịch sử ở Canada. Chỉ cần có thể phát tài, chẳng ai để tâm đến chân tướng là gì. Thành phần vàng trong vật mẫu là sai, hàm lượng dự trữ vàng lại cao quá ngưỡng. Trong cả quá trình, chỗ nào cũng là điểm đáng nghi ngờ. Nhưng tại sao không có ai phát hiện? Bởi vì chỉ cần có thể kiếm được tiền, giả thật cũng không còn quan trọng nữa. Mỏ vàng thực sự không bao giờ ở trong rừng sâu, hay ở một chân núi nào đó, hay là trên một dòng sông, mà ở trong phố buôn. Được rồi, câu chuyện hôm nay xin được phép đến đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, tạm biệt.